Chào anh em, đây lại là một cây Luxit Matsuka xịn sò nữa nha anh em. Cây đàn cao cấp M65, Matsuka M65 nha anh em. Cây đàn này là rất là đẹp luôn. Nên nào mình quay anh em coi thấy không, rất là đẹp nha. Một vài vết xước lấm tấm theo thời gian thôi, chứ nó không có vấn đề gì hết nha. Mình quay toàn cảnh cho anh em coi, một lát nữa mình sẽ quay gần cho anh em coi sát nữa nha. Cần phím thì cực kỳ là êm nhẹ luôn nè, anh em coi các sàn đó là rất là êm. Mình sẽ lấy thước mình đo cho anh em coi. Thì cái Matsuka M65 này mình bán với giá là 9 triệu nha anh em, 9 triệu kèm với cái hộp. Cái hộp của nó sẽ là một cái hộp cứng, hộp đeo được chứ. Đây. Mở cái nắp nó ra vậy nha anh em. Cái hộp của nó luôn, cho nên chỉ để vừa khích đàn đó thôi. Anh em bỏ cái đàn cỡ khác vô là không có vừa nha. Đây nè, rất là chắc chắn nha anh em, cứng cáp lắm. Ở đây là cái nắp nữa nè. Đó. Cái loại này là mình có thể đeo được nha. Này nó có quai đeo nữa. Anh em có thể đeo được luôn. Rất là chắc chắn nha anh em. Đó. Bây giờ mình sẽ quay gần cái đàn cho anh em coi cái đàn và test cần phím cho anh em nghe nha. Đây mình quay gần cái đàn cho anh em coi nè. Cái đàn sáng láng luôn nha anh em. Một vài vết xước lấm tấm thôi nha, chứ không có ảnh hưởng gì đến cái chất lượng cái đàn luôn. Nó sơ sơ thôi, còn nhìn chung nó vẫn là rất là đẹp, rất là mới nha anh em. Đây nè, đó, eo nè, eo đàn hai bên luôn. Rồi, mặt lưng nha anh em, rất sáng láng nha anh em ơi, rất sáng láng luôn. Ở đây là cái vết xước nhỏ xíu xiu nha anh em, nằm ngoài lớp sơn là nhỏ lắm. Còn gót cần thì đẹp nha. Đây nè. Đó. Phím thì đẹp hết. Phím đẹp, khóa là khóa zin nha, khóa đẹp như mới luôn. Đó. Hoàn hảo nha anh em ơi. Cây này thì nó hoàn hảo luôn anh em. Cần phím action cho đến âm thanh nó cực kỳ là hay luôn nha. Cái series M65 này của Matsuka á thì thường là giá thị trường khoảng tầm 10 đến 12 triệu nha anh em. Thì mình bán với giá là 9 triệu kèm với cái hộp lúc nãy mình đưa anh em coi đó. Thì cái đàn này theo mình thấy với giá 9 triệu thì nó quá là tuyệt vời luôn rồi. Anh em có thể test trực tiếp để cảm nhận được âm thanh của nó luôn nha. Âm thanh nó rất là hay. Bây giờ mình test cần phím cho anh em nghe nha. Cần phím của nó không có một nốt nào rè, một nốt nào hư hết nha anh em. Đây nè, action thì rất là chuẩn luôn. Đây nè, mình cho anh em coi Luxit nè. Dây 1 còn thấp hơn dây chuẩn luôn nha anh em. Đây nè, dây 1 của đàn mình đây. Còn cái độ cao chuẩn nằm đây. Mình vẫn thấp hơn nha anh em. Vẫn luôn thấp hơn nha. Action là rất là đẹp luôn. Anh em bấm thì sẽ rất là êm tay và cái tiếng đó. Cái đàn này thì rất là hay. Đó, mình test thử vài hợp âm cho anh em nghe nha. Mình rải nhẹ, rải đều vài hợp âm để anh em nghe cảm nhận cái âm thanh của nó. Matsuka M65 là cái series cao hay là cao rồi, cho nên cái tiếng nó ra thì cực kỳ là hay. Như dòng đàn Matsuka là thương hiệu nó đẳng cấp rồi, âm nó đã hay rồi nha anh em. Cái bản chất âm thanh nó rất là hay rồi, nhưng mà những thằng đời cao này nó còn hay hơn nữa nha anh em. Series đời càng cao thì tiếng nó càng hay, cái cấu hình nó làm cái chất liệu nó tốt hơn. Đó, mình rải anh em nghe thấy cái âm nó ngân không. Nó rất là ngân luôn nha. Âm nó hay lắm anh em.
bấm ở gam chặn rãi, tiếng nó vẫn rất là đầy nha. Cực kỳ ok luôn nha anh em. Thì cái Matsuka M65 này mình đang bán với giá là 9 triệu kèm với cái hộp lúc nãy mình đưa anh em xem đó. Thì số điện thoại mình để ở phần tiêu đề, thông tin cửa hàng và website mình để ở phần mô tả. Anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều nha.